Thưa quý vị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho biết thành phố đã cơ bản kiểm soát được các ca lây nhiễm mới. Bên cạnh đó, đội tiêm vaccine lưu động cho người dân tại khu cách ly phong tỏa, nơi khó đi lại của Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã bắt đầu hoạt động từ sáng nay, mùng 1 tháng 8. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh đã cơ bản kiểm soát được các ca lây nhiễm mới, hầu hết các ca F0 công bố mới đây đều trong khu phong tỏa, khu cách ly. Việc thực hiện giãn cách trong khu dân cư, xóm làng hiệu quả, không có nhiều ca mới. Để tiếp tục kiểm soát tốt tình hình dịch trên địa bàn, người đứng đầu thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thời gian tới công tác quản lý, truy vết, thu dung, điều trị các ca F0, hỗ trợ y tế sẽ vẫn được triển khai chặt chẽ, khẩn trương, trách nhiệm, hiệu quả nhằm khoanh vùng, dập dịch và hạn chế các ca tử vong, bảo vệ sức khỏe người dân. Song song với đó, để đảm bảo miễn dịch cộng đồng, thành phố đã tổ chức các đội tiêm vaccine lưu động bằng xe ô tô chuyên dụng. Vì là tiêm lưu động, trên xe sẽ có đầy đủ các dụng cụ tiêm vaccine và cấp cứu như bình oxy, thuốc chống sốc, thuốc huyết áp. Các đội tiêm lưu động sẽ ưu tiên đến các điểm như khu cách ly, phong tỏa, nơi có người già, người khó khăn trong việc di chuyển, nơi các lực lượng tuyến đầu chống dịch đang làm nhiệm vụ. Trước khi tiến hành triển khai tiêm vaccine lưu động chính thức cho người dân, vào hôm qua thành phố đã có 2 thí điểm, 2 xe lưu động để tiêm cho 200 công nhân thu gom rác, vệ sinh khu cách ly. Ngoài ra, thành phố cũng thành lập 40 đội phản ứng nhanh để phục vụ người dân trong tình huống cần cấp cứu, điều trị gấp vì COVID-19.